Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau cho biết là trên địa bàn xã Tam Giang vừa xảy ra một vụ sạt lở sụt lún đất nghiêm trọng gây ảnh hưởng. Thiệt hại 14 căn nhà của 10 hộ dân tại địa phương. Rất may là vụ sạt lở sụt lún đất không gây thiệt hại về người. Vụ việc đã xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 4 tháng 7 tại khu vực chợ kênh 17 tuyến kênh 17. Theo thống kê đo đạc của ngành chức năng thì tổng chiều dài đoạn sạt lở khoảng 50 m, ước tổng thiệt hại là 810 triệu đồng. Ủy ban nhân dân huyện Nam Căn cũng đã thành lập đoàn xuống địa phương để thăm hỏi và động viên hỗ trợ người dân bị thiệt hại. Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm nay, hiện tại 8 trên 8 xã và thị trấn trên địa bàn đã thành lập đội phản ứng nhanh. Bên cạnh đó, thì địa phương cũng đã chủ động thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Và 3 sẵn sàng, đó là chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả.